sách bán hàng gồm hai phương án Good Price và Best Price. Chính sách chung là tặng voucher VinFast, chính sách Best Price Beverly thanh toán sớm từng tiến độ tương đương 8%, thanh toán sớm 100%, chiết khấu tương đương 9,5%. Chính sách Good Price Beverly hỗ trợ vay mua 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0%, dự kiến 24 tháng. Mức giá tại các căn hộ được tham khảo như sau: căn hộ Studio 1,5 đến 2 tỷ một căn, căn hộ 1 phòng ngủ 2,6 đến 3 tỷ một căn, căn hộ 2 phòng ngủ 3,5 đến 4,4 tỷ một căn, căn hộ 3 phòng ngủ 4,5 đến 5,9 tỷ một căn. 10 lý do nên mua căn hộ The Beverly Vinhome Grand Park. 1. Số lượng cực hiếm. The Beverly là khu căn hộ cao cấp nhất Vinhome Grand Park với số lượng 5.088 căn hộ và shop. Số lượng sản phẩm hạn chế, trong khi thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay và năm sau không có dự án nào mở bán mới, cho nên lượng khung hạn chế. Không mua nhanh sẽ không còn do nhu cầu mua nhà đang gia tăng, mà sản phẩm lại ít. 2. Vị trí kim cương và đồng bộ. Vinhome Grand Park là siêu đại dự án lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, vị trí kim cương của CBD. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là đô thị trung tâm biểu tượng phát triển của thành phố Thủ Đức. 3. Sản phẩm nâng cấp và hoàn thiện. Căn hộ The Beverly là dự án được nâng cấp rõ nét tuyệt vời nhất hiện nay của Vinhome Grand Park với các dòng căn hộ Ruby và Diamond lần đầu tiên tại đây. 4. Nằm sát sông Đồng Nai. Chưa có dự án khu đô thị ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh có vị trí ven sông Đồng Nai với độ rộng cực lớn tới 946m từ bờ bên này sang bờ bên kia, mang đến tầm nhìn ngút ngàn xanh mát của mặt nước. Tầm view dọc sông Đồng Nai đến 10km. Trong khi các dự án Vinhome Grand Park và Vinhome Golden River ven sông Sài Gòn, chiều rộng hai bên bờ cũng chỉ 269 và 283m. Khu đảo Kim Cương có bề mặt sông 477 nam, ôm trọn và view 180 độ của công viên 36 hectare. Toàn bộ khu căn hộ The Beverly nằm trực diện sát công viên 36 hectare Vinhome Grand Park và có tầm view toàn cảnh công viên và sông Đồng Nai. 6. Hưởng trọn tiện ích trung tâm thương mại Vincom. Khu căn hộ The Beverly nằm sát vách Vincom Megamall và hồ vọng cảnh Miyako Bay. Mật độ thấp nhất dự án. Toàn bộ layout tòa căn hộ là layout chữ Z và chữ U, số lượng 7 thang máy, sàn. Mật độ căn hộ thấp, thiết kế sang trọng, không có nhược điểm về tầm view. 8. Tiện ích nội khu đỉnh cao. Tiện ích đậm chất resort, đậm chất thượng lưu. Được ví như nơi sống nghỉ dưỡng của các ngôi sao với hai cụm tòa resort và spa. 9. Tiện ích trong tòa căn hộ đẳng cấp và đỉnh của chóp. Sảnh như khách sạn, tiện ích đẳng cấp và dịch vụ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cư dân. 10. Tiêu chuẩn bàn giao và thiết kế căn hộ siêu hợp lý và cực đẳng cấp. Các trang thiết bị bàn giao đều cao cấp và layout siêu hợp lý với hai tiêu chuẩn Vinhome Diamond và Vinhome Ruby. Trên đây là 10 lý do nên mua căn hộ The Beverly. Quý khách quan tâm vui lòng đăng ký để nhận thông tin và tư vấn chi tiết từ bộ phận kinh doanh và hỗ trợ khách hàng. Mọi thông tin vui lòng liên hệ 0909 910 884 hoặc quý khách có thể để lại thông tin hoặc nhắn tin qua SMS hoặc Zalo để chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. Khu căn hộ The Beverly bao gồm hai tiểu khu The Star và The Resort tại trung tâm khu đô thị Vinhome Grand Park, sở hữu những lợi thế vượt trội và được đánh giá là đang mua và đầu tư nhất. Hãy cùng nhóm review thông tin bất động sản điểm qua top 10 ưu điểm nổi bật của dự án căn hộ The Beverly này nhé. Rộng 36 hecta với đa dạng công viên tiện ích, mỗi công viên là một điểm đến hấp dẫn, làm cuộc sống của cư dân thêm màu sắc. Vườn cây ánh sáng Việt Nam lấy cảm hứng từ công viên nhân tạo nổi tiếng Gardens by the Bay Singapore. Khu Olympic Gym với hệ thống máy tập hiện đại. BBQ Garden mới là hấp dẫn. Công viên Gallery Park nơi trưng bày triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. Công viên tình yêu nơi tổ chức tiệc cưới ngoài trời. Khu vui chơi nước cho trẻ em Aqua Kids. Sân chơi đa năng Adventure Campus, khu ẩm thực ba miền, sân tập aerobic dưỡng sinh. Cùng với đó là hệ thống tiện ích phân bố đều khắp đại đô thị gồm hệ thống các sân thể thao đa dạng, hệ thống hồ bơi phong cách resort, hệ thống sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn. Khu chợ hiện khai thác độc đáo chưa từng có tại Sài Gòn. Quảng trường Grand Park quy mô gần 2 hectare, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, âm nhạc, giải trí hoành tráng, gắn kết cộng đồng cư dân. Vinhome Grand Park cũng được phát triển theo mô hình thành phố thông minh, đạt ứng dụng và sẽ liên tục cập nhật công nghệ hiện đại nhất dựa trên 4 trụ cột cốt lõi: an ninh thông minh,
vận hành thông minh. Cộng đồng thông minh. Căn hộ thông minh. Sống giữa thành phố công viên để không gian xanh ngập tràn từng nhịp thở. Sống giữa thành phố công viên để ánh mắt tươi vui ngập tràn từng ngày mở. Sống giữa thành phố công viên để nhịp sống tương lai ngập tràn từng ô cửa. Thành phố công viên Vinhomes Grand Park. Sống tròn mỗi ngày.